Hello, chào các bạn nha. Rất vui khi các bạn đã quay trở lại kênh Sơn Gym. Thì trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ẩn và hiện thông tin thời gian tham gia Facebook nhé. Tức là thông tin này. Tức là nếu như của bạn nào đang hiển thị như thế này, nhưng mà muốn ẩn đi, không muốn nó hiển thị thì mình sẽ chỉ các bạn. Hoặc là của bạn nào đang không được hiển thị, các bạn muốn hiển thị lên nhưng lại không biết làm thế nào, thì mình cũng sẽ hướng dẫn hết trong video này nhé. Và mình sẽ chỉ các bạn cách kiểm tra ngày mà các bạn tham gia Facebook chính xác là ngày nào nhé, chứ không phải là tháng với năm ở đây đâu, mà xem chi tiết là ngày nào luôn. Rồi, ok, không luyên thuyên nữa, bắt đầu nào. Rất đơn giản thôi. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm trên ứng dụng Facebook nhé. Sau đó là Facebook Live. Rồi, hãy mở ứng dụng Facebook ra. Để mà ẩn hay là hiện thông tin thời gian tham gia Facebook thì các bạn đều làm như sau. Đầu tiên các bạn hãy nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở cạnh chỗ thêm bản tin này. Sau đó các bạn nhấn vào chỉnh sửa trang cá nhân. Rồi các bạn tìm đến mục chi tiết, nhấn vào chỉnh sửa. Đó. Sau đó các bạn tìm đến phần tham gia Facebook đây. Đó. Đang được tích như thế này thì sẽ là đang được hiển thị nhé. Trường hợp mà các bạn muốn không muốn hiển thị thì sẽ bỏ tích đi. Sau đó các bạn lưu lại là ok. Các bạn quay trở lại trang cá nhân mà kiểm tra. Đây, đã không còn thông tin về tháng năm tham gia Facebook nữa. Để hiển thị thì các bạn vào lại 3 dấu chấm ở đây, chỉnh sửa trang cá nhân, chỉnh sửa phần chi tiết, và các bạn tìm đến mục tham gia Facebook, tích vào, sau đó lưu lại là ok. Trong trường hợp mà các bạn muốn hiển thị nhưng mà lại không tìm thấy mục tham gia Facebook ở đây thì lúc này các bạn sẽ cần phải giải quyết như sau. Các bạn hãy bỏ tích bất kỳ thông tin nào khác đi nhé. Tức là ẩn một cái đi. Ví dụ như là các bạn ẩn nơi các bạn sống, hoặc là ẩn đã từng học ở đâu đó chẳng hạn. Sau đó các bạn nhấn lưu lại. Rồi các bạn vào lại sẽ thấy phần tham gia Facebook, các bạn tích vào để lưu lại là ok nhé. Đó, sau đó các bạn tiếp tục vào. Muốn hiện tiếp các thông tin này thì các bạn lại chọn vào, lưu lại là ok. Lần này, đây, đây, tham gia Facebook vào tháng 9 năm 2016 đó, đã hiển thị. Đó là đối với ứng dụng Facebook. Còn trường hợp mà bạn nào dùng Facebook Live thì cũng rất đơn giản thôi, nhưng mà nó hơi khác một chút 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 xíu. Các bạn cũng vào Facebook Live. Rồi các bạn cũng truy cập vào trang cá nhân của bạn. Sau đó các bạn nhấn vào chỉnh sửa chi tiết công khai. Tại phần giới thiệu các bạn nhấn vào chỉnh sửa. Các bạn cũng tìm đến mục tham gia Facebook, tham gia vào tháng mấy, năm bao nhiêu gì đấy. Muốn ẩn thì bỏ tích đi, không được tích vào. Đó, còn muốn hiện thì các bạn tích vào, sau đó lưu lại là ok. Đó, rất đơn giản như vậy thôi. Rồi, còn trường hợp mà các bạn muốn kiểm tra xem các bạn đã tham gia Facebook chính xác vào ngày nào thì các bạn làm như sau. Đầu tiên, đối với ứng dụng Facebook thì các bạn làm như sau. Mở ứng dụng ra. Rồi, các bạn nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ngang ở góc phải phía trên màn hình này. Sau đó các bạn tìm đến phần cài đặt và quyền riêng tư, rồi vào cài đặt. Tiếp theo các bạn tìm đến phần truy cập thông tin của bạn, nhấn vào. Rồi các bạn sẽ xem phần thông tin trên trang cá nhân đây. Đó, nhấn vào để xem. Đây, tài khoản của bạn mùng 4 tháng 9 năm 2016, ngày bạn tạo tài khoản. Đó, đây chính xác là ngày đã tạo tài khoản Facebook. Đó, như vậy thôi. Tuy nhiên thì thông tin này các bạn chỉ có thể xem thôi, chứ không thể hiển thị ra trang cá nhân. Rồi, còn bạn nào sử dụng Facebook Live thì sẽ làm như sau. Các bạn cũng nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ngang ở góc phải phía trên màn hình. Sau đó các bạn kéo xuống phía dưới, cũng chọn vào cài đặt và quyền riêng tư. Rồi các bạn cũng vào cài đặt. Sau đó các bạn sẽ tìm đến phần truy cập thông tin của bạn. Nói chung là cũng tương tự thôi. Tiếp theo vào phần thông tin trên trang cá nhân. Đây, ngày tạo tài khoản đây, mùng 4 tháng 9 năm 2016, ngày bạn đã tạo tài khoản. Đó, rất đơn giản như vậy thôi. Cũng tương tự như ứng dụng Facebook thôi. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy hữu ích thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh, sau đó nhấn vào biểu tượng hình quả chuông để theo dõi video mới nhất từ kênh Sơn Gym nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.